Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ chứng minh. Kính bạch đại đức trụ trì. Kính bạch chư tăng và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay con có duyên lành được chia sẻ pháp thoại với đại chúng. Ngưỡng mong đại chúng cũng hoan hỷ cho sự chia sẻ này của chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, vừa rồi chúng con được trên sư phụ cũng như đại đức chủ trì cho đi cúng dường trường trung cấp Phật học ở Gia Lai, đồng thời cũng xin phép được về thăm nhà vài ngày. Ở quê chúng con thì cũng có nhiều Phật tử tham gia tu học cũng rất là tốt. Chúng con thấy có ba vị gọi là hộ pháp, trong đó là có hai gia đình thuộc về Công giáo, theo đạo Công giáo, còn một gia đình thì theo Phật giáo. Cái anh của gia đình theo Phật giáo á, thì ảnh có cái tâm rất là tốt. Ảnh cũng có một cái khuôn viên đất, cho nên ảnh cũng có xây dựng một cái nơi để cho những người Phật tử đến cái tư gia của anh để mà tu tập. Không những vậy, anh còn phát cái tâm là anh có một cái chiếc xe 7 chỗ đó, anh thường hay chở những cái người lớn tuổi đi đứng cũng khó khăn về nhà của anh tu tập. Cho nên đây là một cái vị hộ pháp rất là đắc lực, tạo cái công đức phước báo cho mình khi mà vị này hiểu được cái giá trị của Phật pháp đem lại, và mong muốn cho nhiều người cũng có thể hiểu được Phật pháp, áp dụng tu tập để mà có được lợi ích an lạc trong hiện tại cũng như trong tương lai. Còn một vị thì gia đình của anh này thì theo Công giáo, do trước đây chúng con cũng là người bạn của người này khi mà làm chung công việc. Từ khi mà chia tay khi một người một nơi, người thì đi xuất gia, người thì vẫn còn ở tại gia để lo công việc, thì gia đình của anh này thì theo Công giáo, nhưng không biết sao thì anh cũng lại thích Phật giáo, mà đặc biệt là bên nhà vợ của anh á theo cái Công giáo từ trước tới giờ. Nhưng khi về mà được tiếp xúc với gia đình của anh á, thì thấy cha vợ cũng thích nghiên cứu về cái giáo lý Phật pháp, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến luân hồi, nhân quả. Khi mà tiếp xúc thì cái người cha vợ đó cũng hỏi nhiều thứ để mở mang cái kiến thức của mình. Thì vị này cũng khá giỏi, biết cũng nhiều thứ và cũng có những cái câu hỏi rất là hóc búa. Tuy nhiên với cái khả năng nhận biết về cái Phật pháp của mình thì mình cũng có thể giải đáp nhiều cái câu hỏi đó, nhằm giúp cho người đó mở ra cái tri kiến cho chính bản thân người đó. Và đôi khi chúng con về như vậy thì cũng xin cái sách của sư phụ để tặng cho những người Phật tử hữu duyên, và cũng nhờ những cái cuốn sách này giúp cho người ta hiểu biết được phần nào đó về cái giáo lý của Phật pháp, và dần dần họ cũng giác ngộ trong gia đình của họ, chính bản thân họ và người thân họ. Tại vì cái công việc và cuộc sống, cho nên anh này phải lo cho gia đình, nên đôi khi ảnh cũng muốn tu tập nên ảnh chưa có cái thời gian. Tuy là ngang bằng tuổi nhưng mà ảnh xin con bằng thầy. Có lần đi với con thì ảnh nói thầy mai mốt thầy có cái nơi nào đó, khi mà con lo hết cho con cái, cho gia đình thì thầy cho con theo con tu với. Con mới nói việc tu hành thì không có nên chờ đợi thời gian, bởi thời gian không chờ đợi một ai. Thì anh cũng biết rồi, chúng ta lấy con mắt của mình để mà quan sát ở ngoài kia, ngoài đời đó, có ai sống tới già mới chết đâu. Có khi mà chết còn rất trẻ, đặc biệt trong những năm vừa rồi, nào là dịch, rồi thiên tai rất là nhiều, và vô số người đã từ bỏ kiếp người để đi đến một cái thế giới khác. Vậy thì anh không thấy hay sao mà còn chờ đợi thời gian nào đó để mà tu tập
thì con mới nói đến một cái câu: chớ đợi tuổi già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Nghĩa là mình đừng bao giờ đợi tới già mới tu, mới niệm Phật. Bởi vì ngồi nghỉ địa, nghỉ trang kia, khi chúng ta ra đó thì những người già cũng có, trẻ cũng có, thậm chí là những thai nhi mới ra đời cũng chết. Cho nên đừng bao giờ chờ đợi, cũng đừng bao giờ hẹn hò để mà tu. Anh cũng có thể tu tại gia được, cũng không nhất thiết là phải sau này phải xuất gia. Bây giờ mình không tu thiện tích đức thì đến khi già chưa chắc thì chúng ta tu được. Mặt khác là khi già nó có nhiều thứ trói buộc nữa, liệu rằng mình có dám buông bỏ để mà mình thực tập cái đời sống của người hành giả hay không? Thì anh mới xin cái câu nói vừa rồi đó để anh học thuộc. Không biết là anh có chiêm nghiệm cái điều đó hay không và có tu tập hay không, nhưng bản thân chúng con thấy là anh có cái ý thích để mà học hỏi giáo pháp của Đức Phật. Còn một người nữa cũng rất là hay, nhà bên vợ theo Công giáo, anh cũng theo đạo Phật, nhưng mà mạnh ai nấy thờ. Có một điều là anh, từ khi anh biết đến Phật pháp á, thì anh tinh tấn, anh tu hành và giữ giới. Có lẽ chính vì sự tinh tấn tu hành, tinh tấn giữ giới đó mà đã phần nào độ được cho cái người vợ của anh. Nghĩa là người vợ của anh là trước theo Công giáo, cho nên là khi mà về sống với anh á, biết anh bên đạo Phật thì nói rằng đạo của người nào thì người đó tu thôi, chứ không có bắt buộc. Khi mà anh tu tập, anh thường hay nghe pháp cũng như là đi tụng kinh niệm Phật với nhiều Phật tử. Và trong cái lối sống gia đình, anh vẫn giữ cái nguyên tắc của mình, giữ giới, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, và đặc biệt là cũng không uống rượu. Chính vì cái sự giữ giới tinh nghiêm đó và cái sự tinh tấn nỗ lực tu tập, anh dần dần làm cho người vợ để ý đến Phật pháp. Và cho đến thời điểm này thì người vợ bắt đầu là phát cái tâm ăn chay 4 ngày, nhưng mà cũng không dám nói cho gia đình của mình biết, chỉ nói cho cái người chồng biết thôi. Có một lần thì cái người vợ thì cũng do công việc cũng mới tập ăn chay. Khi mà tiếp xúc với công việc, tiếp xúc với những người xung quanh trong cuộc sống, thì vô tình thì cái ngày đó chị đó không có ăn chay, lại vi phạm vào cái sự phát nguyện của mình. Nên tối đó nói với anh thì cho cô xin sám hối, bởi vì hôm nay thì vợ đã phạm vào cái lời phát nguyện của mình. Thì anh này mới nói là cái việc của mình á, không phải là sám hối với ai hết, mà mình ăn chay là do tự mình phát nguyện. Như vậy nếu mình thấy cái điều của mình vi phạm á, mình thấy sự hổ thẹn, thì mình phải tinh tấn, mình nỗ lực để mình cố gắng, mình điều chỉnh, điều phục cái tâm của mình, và mình ghi nhớ những gì mình phát nguyện thì sau này sẽ không có tái phạm nữa đâu. Cho nên vợ cũng đừng có ăn năn làm gì, mà chỉ cần nhớ được những gì mình đã phát nguyện thì dần dần là mình sẽ khắc phục được những điều đó. Thì chính cái điều này thì chúng con thấy được cái người chồng thì có cái khả năng có thể hóa độ được cho cái người vợ của mình. Từ chỗ này thì chúng con mới thấy được cái việc mà hóa độ cho cái người thân của mình là không phải là chuyện dễ, thưa đại chúng. Bản thân gia đình chúng con đó, mẹ con thì biết đến Phật pháp, nhưng con còn có một đứa em trai nhỏ, con có 2 tuổi thôi. Bây giờ thì cũng chưa có gia đình, công việc làm ăn cũng bấp bênh, rày đây mai đó, lúc có lúc không. Nhưng mà mẹ chúng con thì rất là thương con, cho nên mới bảo con thì là một người xuất gia, cho nên có thể nói những lời nào đó để giúp cho cái người em của mình giác ngộ đi tu thì mẹ đỡ khổ, chứ còn như thế này thì mẹ cũng còn khổ. Con mới nói với mẹ con rằng
cái việc mà nói chuyện nó rất là dễ, nhưng để hóa độ cho một người nào đó không phải là chuyện dễ đâu mẹ à. Bản thân chúng con khi mà về gia đình cũng vậy đó. Mình là người xuất gia, đâu phải toàn thể cái người thân quyến của mình đều kính phục của mình đâu. Bởi vì cái chấp ngã của những người lớn hơn mình, có vai vế với mình ở trong cái đời sống gia đình, họ luôn luôn tự cho mình là cái người lớn, thì khó mà có thể nghe được cái người nhỏ hơn mình nói chuyện với mình, đặc biệt là những lời dạy của Đức Phật truyền tải lại cho họ để họ giác ngộ. Cho nên về cách xưng hô cũng như là nghe những cái gì mình nói, đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Thưa đại chúng, không phải hóa độ gia đình thân quyến của mình là dễ đâu. Thì con mới nhớ đến Đức Phật của chúng ta đó. Khi mà Ngài thành tựu đạo quả, Ngài nhận cái lời mời của Đức Vua Tịnh Phạn về quê hương của mình để mà được gặp gỡ hàng thân quyến của mình. Qua đó thì Ngài cũng có thể hóa độ cho thân quyến. Nhưng kính thưa đại chúng, ai đọc qua lịch sử của Ngài chúng ta cũng biết, khi mà Ngài về đến quê hương á, thì những người chú bác của Ngài á, là những người có vai vế phía trên Ngài, thì tỏ ra cái vẻ là trịch thượng, nghĩa là cho mình là hơn, thì không thể nào mà có thể cung kính lễ bái Đức Phật cả. Cho nên Đức Phật nhìn rõ được cái tâm của cái những người thân quyến này, và Ngài phải thể hiện song thông lực. Thì chính khi Ngài thể hiện được cái song thông lực này, thì những cái người có cái tâm không tốt ban đầu đó, cái tâm không cung kính Ngài ban đầu đó, mới thấy được cái sức mạnh của Ngài. Thì lúc đó thì những người này mới quy phục Đức Thế Tôn. Từ khi đó thì Đức Phật nói pháp thì họ mới nghe. Đấy, chỗ này đại chúng để ý thì chúng ta mới thấy rõ. Nếu mà chúng ta, bản thân con đi nữa, không có cái khả năng này, thì chỉ nói chuyện về cái giáo pháp, những lời dạy của Đức Phật cho những cái thành phần như đó, để họ nghe, họ giác ngộ, họ đi tu, thì không thể được. Lại nữa, giống như Ngài Xá Lợi Phất cũng vậy đó. Gia đình Ngài có 7 anh chị em, đều là những người xuất gia tu học hết. Ngài là cái người chứng đắc thánh quả A-la-hán đầu tiên. Nhưng xin thưa đại chúng, là người mẹ của Ngài đó lại không tin Phật. Khi mà Ngài chứng đắc thánh quả A-la-hán thì Ngài nghĩ là giáo pháp của Đức Phật là thậm thâm vi diệu, lẽ ra thì Ngài phải về hóa độ mẹ của Ngài trước chứ, đúng không ạ? Nhưng không, thưa đại chúng, Ngài không làm như vậy. Mà cả 7 anh chị em đều xuất gia, đều chứng đắc thánh quả A-la-hán, mới đến cuối cuộc đời của Ngài thì Ngài mới hóa độ được cái người mẹ ruột của Ngài. Và cái việc hóa độ đó là phải đúng theo cái sở thích, tâm nguyện của người mẹ của Ngài, để cho người mẹ của Ngài giác ngộ ra. Bởi vì Ngài biết rằng mẹ của mình là một người thích Phạm Thiên, thờ Phạm Thiên, coi Phạm Thiên là tột đỉnh, là chí tôn, ngoài ra không ai khác. Mặt khác, mẹ của Ngài lại ghét Đức Phật, bởi vì Đức Phật dụ dỗ con của bà đi xuất gia hết, cho nên bà không có thích Đức Phật. Biết được sở thích của mẹ mình, biết được khuynh hướng tâm lý của mẹ mình, cuối đời Ngài về nơi căn phòng mà ngày xưa Ngài đã từng ở, và Ngài đã cho mẹ mình thấy từ Tứ Đại Thiên Vương cho đến Phạm Thiên là người mà mẹ của Ngài phải cung kính lễ lạy đến để đảnh lễ Ngài Xá Lợi Phất. Trong cái đêm hôm đó thì khi được nghe lại cái việc đảnh lễ của các vị trời, thì dần dần cái tâm của bà mẹ của Ngài Xá Lợi Phất mới xúc động dữ dội, mới thấy rằng ồ, thì ra đến Phạm Thiên mà còn đảnh lễ con của mình, thì thầy của con mình phải là người tuyệt vời hơn nữa. Lúc bấy giờ cái tín tâm của bà mới phát sinh, thấy được cái niềm tin của bà nơi Đức Phật, thì Ngài Xá Lợi Phất mới thuyết một bài pháp cho bà.
Sau đó thì bà mới đắc quả Tu Đà Hoàn, dự vào dòng thánh. Coi như là Ngài đã làm xong cái nhiệm vụ của một người con và hóa độ được cho mẹ của Ngài. Ở điều này cho chúng ta thấy rằng nếu chưa đủ nhân, chưa đủ duyên mà mình cứ nghĩ mình phải hóa độ cho thân quyến của mình, đôi khi cái điều đó nó lại phản tác dụng. Nhờ học Phật, nhờ tìm hiểu về lịch sử Đức Phật cũng như các câu chuyện, chúng ta mới tư duy, mới thấy ra được những điều mà chúng ta cần làm. Đối với người thân của mình thì họ có nhiều cái chướng duyên, không phải ai cũng dễ dàng tiếp cận với giáo pháp của Đức Phật, dễ dàng tu học. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là khó thay nghe diệu pháp, khó thay Phật ra đời là vậy. Bởi vì chưa đủ duyên thì không thể nào tiếp cận với Phật pháp, dù chúng ta làm cách nào đi chăng nữa. Mà chỉ có cách chúng ta phải cố gắng, nỗ lực tinh tấn tu học từ chính bản thân mình. Thứ hai là phải cố gắng giữ gìn giới, dù đi tới đâu, đi về nhà hay đi đâu đi nữa, giới chúng ta vẫn giữ nghiêm. Thì biết đâu đó nhờ cái sự nỗ lực tu hành của mình, dần dần người thân của mình có thể cảm hóa được, người thân của mình dần dần tiếp nhận với cái năng lượng tu tập của mình, và biết đâu đó họ có thể quay trở về với Phật, với Pháp, với Tăng. Từ đó mới có sự an lạc, hạnh phúc trong hiện tại và trong tương lai. Đừng bao giờ chúng ta cưỡng cầu để mà đạt được một cái thành tích nào đó trong đời sống gia đình, thì điều đó không khéo chúng ta lại chuốc lấy cái phiền não cho chính bản thân mình. Chúng ta hãy làm cái công việc của mình một cách chân thật, tu tập chân chánh, hướng đến những người nào có duyên với mình trước là để giúp cho họ biết đến Phật Pháp Tăng, giúp cho họ thấy được con đường tu tập. Đó là điều trước tiên chúng ta cần phải làm khi chúng ta bước vào con đường tu tập. Còn đối với thân bằng quyến thuộc là tùy duyên tùy nghiệp của họ, chúng ta giúp được phần nào, hỗ trợ được phần nào thì chúng ta cứ làm hết sức mình. Còn phần còn lại phải do tự bản thân những người đó giác ngộ ra thì họ mới đi tu được. Cuối lời con xin kính chúc trên đại chúng có một ngày tu tập an lạc và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.